Chào mừng các em quay trở lại với bài học lịch sử lớp 8. Tiết trước chúng ta đã học bài 25 cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc từ năm 1873 đến 1884. Trước tiên thầy kiểm tra kiến thức cũ của các em trả lời câu hỏi dưới đây nhé. Thì sau hiệp ước Hát Măng và hiệp ước Paternot, nước ta đã thay đổi như thế nào? Sau hiệp ước Hát Măng và hiệp ước Paternot thì nước ta đã hoàn toàn rơi vào tay Pháp, mất độc lập tự do và trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Vậy thì trong bối cảnh đó vào những năm cuối thế kỷ 19, cuối thế kỷ 19, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài 26 để giải quyết vấn đề này. Bài 26, phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19. Bài học hôm nay chúng ta sẽ phải tìm hiểu hai nội dung chính, đó là thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết và những hoạt động chống Pháp của phái chủ chiến. Hai là chúng ta tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hương Khê của nhà yêu nước Phan Đình Phùng. Đầu tiên chúng ta tìm lời giải cho câu hỏi phái chủ chiến là những ai? Tôn Thất Thuyết là người như thế nào? Liệu phái chủ chiến và Tôn Thất Thuyết có vai trò gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp? Vậy thì phái chủ chiến là tập hợp một số quan lại trong triều đình nhà Nguyễn. Họ không đồng tình với đường lối đầu hàng và có thái độ quyết tâm chống Pháp tới cùng để giành độc lập. Đứng đầu cái phái này đó là Tôn Thất Thuyết. Khi vua Tự Đức băng hà thì phái chủ chiến đã từng bước thâu tóm quyền lực và chuẩn bị kế hoạch phản công lại quân Pháp. Và Tôn Thất Thuyết là vậy thì Tôn Thất Thuyết là người như nào? Thì ông sinh năm 1835, mất năm 1913, là người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình nhà Nguyễn. Ông từng tham gia trận đánh ở Cầu Giấy năm 1873, trận đánh mà chúng ta đã tiêu diệt được tướng Chặt là Gác Ni Ê và nhiều binh lính Pháp. Khi vua Tự Đức băng hà thì Tôn Thất Thuyết được chọn làm quan phụ chính và từ đây ông chuẩn bị kế hoạch phản công lại quân Pháp để giành độc lập. Vậy thì trong với kế hoạch của mình, Tôn Thất Thuyết đã cụ thể đã làm những gì ha? Thì Tôn Thất Thuyết đã loại bỏ các cái phần tử thân Pháp, đưa Ưng Lịch, một cái vị vua, một con người yêu nước trẻ tuổi lên ngôi vua, hiệu là Hàm Nghi. Đây là cái quang cảnh vua Hàm Nghi được tôn lên làm vua. Thì bên cạnh đó, Tôn Thất Thuyết còn gấp rút xây dựng lực lượng, tích lũy lương thực và khí giới để chờ cơ hội tấn công quân Pháp. Và đến ngày đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã hạ lệnh tấn công quân Pháp ở hai cái địa điểm đó là Tòa Khâm Sứ và Đồn Măng Cá. Cuộc tấn công của quân ta bất ngờ làm cho quân Pháp nhất thời rối loạn, nhưng sau đó chúng đã tổ chức lại và phản công trở lại. Lúc bấy giờ thì quân ta đã không chống đỡ nổi, cho nên Tôn Thất Thuyết buộc phải đưa vua Hàm Nghi rời kinh thành để trốn ra Tân Sở, Quảng Trị. Và tại đây ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Chiếu Cần Vương kêu gọi các văn thân sĩ phu cùng nhân dân giúp vua đánh giặc cứu nước. Chiếu Cần Vương đã thổi bùng cái ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta với tên gọi là phong trào Cần Vương, lan rộng khắp cả nước, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỷ 19. Như vậy là sau những gì thầy trình bày thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đánh giá. Các em có đánh giá gì về công lao của Tôn Thất Thuyết? Những công lao Tôn Thất Thuyết, chúng ta thấy Tôn Thất Thuyết chính là ngọn cờ đầu cho cái phong trào chống giặc cứu nước lan rộng khắp nước ta cuối thế kỷ 19. Thì phần lớn gia đình của Tôn Thất Thuyết đều hy sinh vì nước. Cha thì bị lưu đày, mẹ và vợ ông thì mất trong thời gian lệnh đánh quân giặc. Hai em trai của ông đó là Tôn Thất Hàm và Tôn Thất Lệ cùng với con của hai người này cũng anh dũng hy sinh. Mấy người con trai và con rể của ông Tôn Thất Thuyết là Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiền cũng bôn ba ở nước ngoài để lo chống Pháp. Thì hưởng ứng lời kêu gọi của Chiếu Cần Vương, một cái phong trào chống giặc cứu nước bùng nổ và lan rộng khắp nước ta. Đây là địa bàn xảy ra cuộc khởi nghĩa. Chúng ta thấy rằng cuộc khởi nghĩa ở phía Bắc là chúng ta thấy là cuộc khởi nghĩa của Ngô Quang Bích, của Nguyễn Thiện Thuật, của Nguyễn Văn Giáp, của Phạm Bành, Nguyễn Xuân Ôn. Còn ở khu vực miền Trung chúng ta thấy cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, của Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, của Trứ Đình Hội, Nguyễn Chí Hiệu, Trần Văn Dự, cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình, của Nguyễn Tử Lân và cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng. Thì trong các cuộc khởi nghĩa đó, cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung thứ hai, đó là cái Hương Khê. Thì lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này chính là Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Đây chính là Phan Đình Phùng và Cao Thắng.
Thì trong đó thì thủ lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa đó là Phan Đình Phùng, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là biểu tượng cho lòng yêu nước. Thì để hiểu rõ hơn về Phan Đình Phùng cũng như về Cao Thắng thì và quần Nguyễn Hiên Khê thì mời các em xem cái đoạn phim dưới đây. Con người tượng trưng cho lòng yêu nước, đó là đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phan Đình Phùng, người anh hùng của phong trào vũ trang yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ 19. Lòng ngưỡng mộ và khâm phục của Bác Hồ đối với ông đã nói lên tầm vóc của con người tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương nổi danh một thuở. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nho học, ngay từ nhỏ, Phan Đình Phùng đã nổi tiếng thông minh, hiếu học và đỗ đạt hơn người. Ông đậu cử nhân khi 29 tuổi và chỉ một năm sau đó đỗ tiến sĩ. Năm 1878, ông được triều đình Huế điều về kinh thành giữ chức ngự sử ở Viện Đô Sát. Ở vị trí nào, ông cũng thể hiện sự tài năng, đức độ, hết lòng vì dân, vì nước. Song dấu ấn của Phan Đình Phùng trong những trang sử vàng của dân tộc lại nằm ở những ngày tháng ông giữ vai trò thủ lĩnh phong trào Cần Vương cứu nước. Trên tấm bia đá dựng tại mộ Phan Đình Phùng năm 1965, cố viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, viện sĩ Trần Huy Liệu đã mở đầu bài văn bia bằng những dòng khẳng định: Phan Đình Phùng là một trong những lãnh tụ lớn nhất, tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương yêu nước chống Pháp ở nước ta cuối thế kỷ 19. Tài năng của ông thể hiện từ việc tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh, đưa khởi nghĩa Hương Khê trở thành cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương. Đêm ngày 7 tháng 6 năm 1885, kinh thành Huế thất thủ và rơi vào tay Pháp. Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương. Cả một cao trào yêu nước chống Pháp đã dâng lên từ Nam chí Bắc. Mảnh đất Thanh, Nghệ hừng hực lửa đấu tranh. Ngay tại quê nhà, Phan Đình Phùng ra lời kêu gọi, dựng cờ khởi nghĩa thu hút sự đồng tâm, hưởng ứng của đông đảo sĩ phu. Lấy làng Đông Thái làm căn cứ kháng chiến, Phan Đình Phùng đồng thời lấy nhà riêng của mình làm nơi huấn luyện võ nghệ của nghĩa quân. Dựa vào nhân dân địa phương, lực lượng nghĩa quân có một sức sống tiềm tàng và có một sức chiến đấu vô cùng mãnh liệt, dẻo dai. Từ một lực lượng như một đốm lửa nhỏ xuất hiện buổi đầu của làng Đông Thái, thiếu vũ khí, thiếu lương thực, trong vòng mấy năm, lực lượng đó đã vừa chiến đấu, vừa xây dựng phát triển thành một lực lượng mạnh mẽ, bao gồm mấy nghìn tướng sĩ, phân chia thành 15 quân thứ, hoạt động trên khắp miền núi rừng 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa và trang bị bằng nhiều súng do nghĩa quân tự chế tạo. Đặc biệt, tinh thần chính nghĩa của Phan Đình Phùng đã thu hút được sự tham gia của nhiều tên tuổi tài năng như Cao Nữ, Lê Ninh, Nguyễn Trạch và nhất là tướng quân Cao Thắng. Nhờ con mắt tinh tường, biết nhìn người, giao việc, Phan Đình Phùng đã phát huy được sự sáng tạo cùng tài năng quân sự thiên bẩm của Cao Thắng, nghiên cứu và chế tạo thành công khẩu súng trường kiểu Pháp 1874. Cũng chính nhờ thế, nghĩa quân đã chủ động được một phần vũ khí hiện đại ngang tầm với Pháp, là tiền đề để duy trì cuộc kháng chiến suốt một thời gian dài. Căn cứ chính của nghĩa quân được xây dựng tại vùng thượng lưu sông Lam với hai chi lưu là Ngàn Phố và Ngàn Sâu. Khu Ngàn Trươi, nơi có dãy núi Vũ Quang, là khu trung tâm của nghĩa quân. Đó là một vùng rừng núi cực kỳ quanh co hiểm trở. Từ Ngàn Trươi có ba con đường độc đạo ra thị xã Hà Tĩnh, sang Lào, Xiêm và đến dãy Đại Hàm. Điều khác biệt với nhiều cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương kháng Pháp cuối thế kỷ 19 là nghĩa quân Hương Khê không chỉ xây dựng cho mình một căn cứ địa duy nhất, bởi như vậy rất dễ rơi vào thế cô lập, mà đồng thời với việc xây dựng căn cứ chính ở núi rừng Hương Sơn, Hương Khê, nghĩa quân còn xây dựng nhiều căn cứ địa tại chỗ. Mỗi quân thứ có một căn cứ của mình. Căn cứ kháng chiến Phan Đình Phùng không đơn độc ở một khu vực, mà là sự liên kết của nhiều vùng thuộc 4 tỉnh miền Trung. Có thể liên kết qua lại với phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, vừa có thế tiến, vừa có thế thủ. Thực tế đã chứng minh rằng, căn cứ địa đã trở thành tấm lá chắn che chở bảo vệ nghĩa quân, ngăn bước tiến của giặc Pháp trong suốt gần 10 năm kháng chiến. Mạch máu của quân đội là vấn đề lương thực. Thực có túc thì binh mới cường.
Vị thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã sớm nhận ra điều đó. Chính vì sự nhạy bén đó, Phan Đình Phùng đã huy động được lượng lương thực dồi dào đáp ứng tốt yêu cầu của kháng chiến. Với chính sách gần dân, thương dân, công tác dân vận thuyết phục, thu thuế nộp lương thực có hạn độ theo hoàn cảnh, nhân dân bốn tỉnh đã tích cực ủng hộ quân khởi nghĩa với mức cao nhất. Tuy nhiên, ngay khi huy động đủ thì một vấn đề nữa đặt ra, đó là việc tích trữ lương thực. Người ta kể rằng, ông cho đào những hố lớn trên ngọn đồi trong rừng, chặt gỗ chất xuống đốt, làm cho lòng hố cứng như gạch nung, quét dọn sạch sẽ, lát ván, đổ thóc muối xuống, lợp mái che kín. Như vậy, thóc không bị chuột phá và để lâu không hỏng. Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo đó, vấn đề lương thực cho cuộc khởi nghĩa đã được giải quyết triệt để. Song hành với vấn đề lương thực là việc tính toán nguồn vũ khí cho nghĩa quân. Đối diện với kẻ thù súng ống hiện đại, xâm lược lành nghề, Phan Đình Phùng nhận ra rằng, nếu chỉ đánh địch bằng gươm giáo, hỏa mai sẽ khó lòng giành thế thắng. Theo đó, ông đã trao quyền cho Cao Thắng, tập trung mọi nguồn lực tích cực, khuyến khích nghiên cứu, chế tạo thành công khẩu súng trường kiểu Pháp. Việc giải quyết tốt những vấn đề hậu cần đã cho phép nghĩa quân Hương Khê tổ chức được những trận đánh hiệu quả, độc đáo với nhiều thắng lợi giòn giã. Cũng như lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa đương thời, lớp hậu thế có thể tìm thấy tri thức quân sự ở Phan Đình Phùng rất dồi dào, sâu sắc. Các tài liệu lịch sử để lại tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chứng minh cho cùng cách dùng binh, tổ chức chiến đấu linh hoạt, sáng tạo của vị thủ lĩnh tài ba này. Chiến tranh du kích, đánh vận động, phục kích, nhỏ lẻ, đánh ban đêm quần nhau liên tục nhằm tiêu hao lực lượng quân Pháp, chờ thời cơ tổ chức đánh lớn vẫn là những hình thức chiến thuật phổ biến được cụ Phan vận dụng. Đó là một trong những cách đánh khá độc đáo, mang tính truyền thống và hiện đại của quân ít đánh quân đông, quân yếu đánh quân mạnh, nhằm bảo toàn lực lượng, khoét sâu điểm yếu của quân Pháp, giành những thắng lợi nhất định. Nhiều trận đánh mà phần thắng nghiêng về ta đã chứng minh sự linh hoạt trong tổ chức đánh du kích của nghĩa quân. Với âm mưu đàn áp của khởi nghĩa, hàng loạt đồn bốt được địch dựng lên quanh khu vực Nghệ Tĩnh với những cuộc thám thính rồi càn quét. Nhưng hiệu quả không đạt được bởi nghĩa quân rất linh hoạt trong cách đánh, chủ động tránh các cuộc đụng độ lớn, tranh thủ tập kích vào những đồn lẻ hoặc phục kích tiêu diệt địch trên đường hành quân là cách đánh đầy sáng tạo. Nổi bật nhất trong những năm 1890-1891, liên tiếp các đồn Trường Lưu, Can Lộc và đồn Nầm, Hương Sơn bị nghĩa quân tấn công từ những ngày cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 1890. Từ các căn cứ, nghĩa quân đã tỏa ra đánh nhiều trận phục kích địch trên đường hành quân, gây cho chúng nhiều tổn thất về người và vũ khí, đưa khởi nghĩa phát triển. Khi cuộc chiến đấu oanh liệt còn đang tiếp diễn, vị anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng bị ốm nặng và từ giã cõi trần vào ngày 28 tháng 12 năm 1895 tại Sơn Trại Núi Quạt. Nghĩa quân mất đi người lãnh đạo tài ba như mất đi linh hồn. Khởi nghĩa Hương Khê dần đi vào bế tắc và thất bại. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa đã ghi dấu vào lịch sử như là một bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc vào thời kỳ đầu xâm lược của thực dân Pháp. Thì chúng ta vừa xem đoạn phim về Phan Đình Phùng, về Cao Thắng, về cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Thì chúng ta có thể thấy Phan Đình Phùng chính là biểu tượng cho lòng yêu nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là một biểu tượng cho lòng yêu nước. Thì đây chính là hình ảnh, chúng ta xem lại hình ảnh Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Đây là chiếc vũ khí mà nghĩa quân Hương Khê đã chế tạo. Thì chúng ta xem đây là súng trường mà Cao Thắng chế tạo. Thì thầy sẽ nói rõ hơn về Cao Thắng. Năm 1887, khi Phan Đình Phùng ra Bắc để liên lạc các lực lượng kháng chiến, thì Cao Thắng được giao quyền chỉ huy nghĩa quân. Trong một trận đánh, đội quân của ông đã thua được 17 khẩu súng và 60 viên đạn của giặc. Sau đó thì ông cùng với hai người là Lê Phần và Lê Quyên tháo súng ra nghiên cứu để chế tạo súng cho nghĩa quân. Ông tổ chức mở xưởng đúc vũ khí theo kiểu châu Âu và sản xuất được 500 khẩu súng theo mẫu năm 1874 của Pháp. Thì ông được xem là một trong những người khởi đầu cho cái ngành quân sự chế tạo vũ khí của nước ta.
Ngoài chế tạo vũ khí thì ông còn xây dựng được một đội quân có tính chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, giành được nhiều thắng lợi trong những năm 1890 đến 1891. Và trong trận đánh ở đồn Nộ Nu, Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An thì ông bị trúng đạn và hy sinh lúc 29 tuổi. Cái chết của Cao Thắng là tổn thất lớn của khởi nghĩa Hương Khê. Sau khi ông mất thì khởi nghĩa Hương Khê chỉ thắng được một trận, đó là trận Vũ Quan năm 1894. Thì qua cái đoạn phim vừa rồi thì chúng ta có thể thấy đó là căn cứ chính, đó là Ngàn Trươi ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Và địa bàn hoạt động của khởi nghĩa Hương Khê là rộng khắp tỉnh, từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chúng ta thấy là địa bàn khởi nghĩa của Hương Khê rất là rộng, thời gian thì kéo dài khá là lâu, ha, suốt 10 năm trời. Lực lượng chủ yếu của khởi nghĩa quân đó là nông dân, ngoài ra còn có đồng bào dân tộc ít người. Phương thức tác chiến chủ yếu của khởi nghĩa Hương Khê đó là dựa vào địa thế hiểm trở với hệ thống công sự chằng chịt để tiến hành chiến tranh du kích. Thì cuộc khởi nghĩa Hương Khê chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1885 đến 1888, là cái giai đoạn chuẩn bị xây dựng lực lượng cơ và cơ sở chiến đấu. Bước sang giai đoạn thứ hai thì từ năm 1889 đến 1896 là thời kỳ chiến đấu quyết liệt của nghĩa quân. Thì ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai thì bất chấp mọi hiểm nguy gian khổ, cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo đã chiến đấu với Pháp nhiều trận, gây cho đối phương nhiều tổn thất nặng nề. Và đến năm 1893 thì khi mà Cao Thắng tử trận thì Phan Đình Phùng đã đi mất đi một công sự đắc lực. Đến ngày 17 tháng 10 năm 1894, Phan Đình Phùng đã tập hợp lực lượng đánh thắng một trận lớn và đối phương đã mất nhiều vũ khí và bị giết chết rất là nhiều. Ban đầu Phan Đình Phùng cho quân lên tận nguồn sông chặt cây, đóng kè, chặn nước lại. Đồng thời ông cho chuẩn bị sẵn nhiều khúc gỗ lớn. Khi quân Pháp và nghĩa quân ở phía và quân đã khi quân Pháp đã đến giữa sông sông thì ông đã cho phá kè trên sông và đẩy cây xuống. Thì quân Pháp phần thì bị nước cuốn, phần thì bị cây lao vào người, lại bị nghĩa quân ở hai bên bờ sông ra đánh nên bị thương vong rất là nhiều. Đây là thắng lợi cuối cùng của nghĩa quân. Đến năm 1895 thì Pháp đã đem 3.000 quân đi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hương Khê và quân giặc ngày càng siết chặt vòng vây. Và trong một trận giao tranh ác liệt thì Phan Đình Phùng đã bị thương nặng. Sau đó thì ông mang bệnh và hy sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1895. Khi Phan Đình Phùng hy sinh thì cuộc khởi nghĩa chỉ tồn tại được một thời gian ngắn sau thì thất. Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu Bắc Cần Vương thì các em hãy trả lời cho thầy câu hỏi sau: tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Thì chúng ta thấy rằng cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu nhất vì những lý do sau đây. Thứ nhất là lãnh đạo, là những người tài giỏi có uy tín và lập được nhiều chiến công, cụ thể đây là Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Địa bàn khởi nghĩa thì rất là rộng, bao gồm tới 4 tỉnh, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thanh Hóa rồi tới Nghệ An, tới Quảng Hà Tĩnh, tới Quảng Bình. Quy mô khởi nghĩa là quân số đông và có thể chế và đã chế tạo được súng trường, và người chế tạo được súng trường công lao thuộc đầu thuộc về Cao Thắng. Trình độ tổ chức của khởi nghĩa thì rất là trình độ rất là cao, chặt chẽ và chiến đấu bền bỉ. Thời gian kéo dài 10 năm và tính chất thì là quyết liệt và cam go. Từ những cái lý do đó, chúng ta có thể đánh giá khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Đây chính là đền thờ Phan Đình Phùng ở Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhưng chúng ta đã ghi nhớ công lao của nhà yêu nước Phan Đình Phùng. Mặc dù thất bại nhưng mà lòng yêu nước của Phan Đình Phùng cùng các nghĩa quân nó đã in sâu đậm trong cái trị lịch sử nước ta, in sâu đậm trong lòng nhân ta trong suốt các cái thế hệ sau. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài 25. Chúng ta tìm hiểu hai nội dung lớn, thứ nhất là nhân vật Tôn Thất Thuyết và cuộc phản công của Pháp chủ chiến, hai đó là khởi nghĩa Hương Khê của nhà nước Phan Đình Phùng. Thì để nắm lại kiến thức thì chúng ta sẽ làm các bài tập sau đây. Câu 1: dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong Trịnh Huế mạnh tay hành động. Vậy đứng đầu phái chủ chiến là những ai? A là Nguyễn Trường Tộ, Phan Đinh Thanh Giản. B là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. C là Tôn Thất Thuyết và Vô Hàm Nghi.
D là Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận. Thì các em sẽ chọn đáp án nào? À, đáp án chính xác đó là chính là đáp án C. À, đáp án C đó là Tôn Thất Thuyết và Vua Hàm Nghi. Rồi, câu hỏi vừa rồi thì có nhiều em trả lời đúng không? Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Câu 2, trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thì thực dân Pháp đã làm gì? Thứ nhất là A là mua chuộc Tôn Thất Thuyết, B là tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến, C là giảng hòa với phái chủ chiến, và D là tìm cách ly gián những Tôn Thất Thuyết và quan lại. Thì chúng ta thấy đáp án chính xác đó là đáp án B, tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. Và chính vì điều đó cho nên là Tôn Thất Thuyết thấy rằng là ông cần phải ra tay trước. Đó là lý do mà ngày đêm 14 rạng sáng mùng 5 tháng 7, ông đã 1885 ông đã cho quân tấn công quân Pháp ở Đồn Mang Cá và Tòa Khâm Sứ. Chúng ta sang câu hỏi 3. Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỷ 19, đó là phong trào gì? Có bốn phong trào liệt kê là đáp án. Thì đáp án thứ nhất đó là phong trào nông dân, đáp án B là phong trào nông dân yên thế, đáp án C là phong trào cần vương, đáp án D là phong trào duy tân. Thì chắc trong phạm vi bài này chúng ta dễ dàng trả lời được ha, trả lời được đáp án đúng chính xác đó là đáp án gì. À, đó là đáp án C, phong trào cần vương. Chúng ta sang câu hỏi thứ tư. Đánh giá sau đây để nói đến nhân vật lịch sử nào? Là chỉ huy quân sự tài giỏi, một kỹ sư quân giới, một nhà sáng chế thông minh sáng tạo. Thì đánh giá này gợi cho em có suy nghĩ gì? Có những cái nhờ nghĩ đến nhân vật nào? A là Vua Hàm Nghi, B là Tôn Thất Thuyết, C là Cao Thắng và D là Phan Đình Phùng. Rồi những ai mà trả lời Phan Đình Phùng, D là sai ha. Các bạn sẽ có số một số bạn chọn Phan Đình Phùng. Nhưng mà đáp án chính xác đó là đáp án C, Cao Thắng. Như nãy chúng ta xem phim và thầy có giới thiệu qua. Cao Thắng chính là một một chỉ huy, một trong hai chỉ huy của Hưởng Hương Khê. Đặc biệt ông được biết đến là một kỹ sư quân giới đã chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp. Đáp án đúng là đáp án C. Chúng ta sang câu hỏi thứ năm. Đánh giá đúng nhất, đánh giá nào sau đây là đúng nhất về khởi nghĩa Hương Khê? A là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử nước ta, B là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương, C là thắng lợi vẻ vang nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và D là khởi nghĩa rộng lớn do Phan Đình Phùng và Tôn Thất Thuyết chỉ huy nhưng sau cùng thất bại. Rồi đáp án chúng ta chọn đó là đáp án mấy? À, đáp án gì? À, đó là đáp án B, là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương. Khởi nghĩa mặc dù thất bại do Phan Đình Phùng và Tôn và Cao Thắng lãnh đạo, mặc dù thất bại nhưng mà đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương. Câu hỏi 6. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương vì những lý do nào sau đây? A là khởi nghĩa này đã giành được thắng lợi hoàn toàn, buộc thực dân Pháp đầu hàng. B là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, giành được nhiều chiến công vang dội. C là chế tạo được vũ khí, đó là súng trường và bắt giặc phải đầu hàng. D là lãnh đạo tài giỏi, có uy tín, lập được nhiều chiến công, địa bàn quy mô rộng lớn, chế tạo được súng trường, trình độ tổ chức cao, chiến đấu bền bỉ. Như vậy chúng ta thấy là trong bốn đáp án ABCD thì chúng ta thấy là đáp án D là đáp án vừa đúng nhất, lại vừa đầy đủ nhất. Ha. Đó là lãnh đạo tài giỏi, có uy tín, lập được chiến công, địa bàn quy mô rộng lớn, chế tạo được súng trường, trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ. Đó đáp án D. Rồi về nhà các em sẽ hoàn thành bài tập này. Chúng ta sẽ kẻ bảng, hoàn thành các nội dung về khởi nghĩa Hương Khê trong trong hoạt động vương theo các bảng dưới đây. Đó là về thời gian, về mục đích đấu tranh, về thành phần lãnh đạo, về lực lượng lãnh tham gia và địa bàn hoạt động. Chúng ta điền vào các cái ô còn trống theo cái nội dung đây. Về nhà thì các em làm bài tập đã giao, mới thầy mới giao đó, và chuẩn bị bài 27 khởi nghĩa Hương Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ 19. Thì cách hướng tìm hiểu đó là chúng ta tìm hiểu đặc điểm vùng Yên Thế và dân cư, chúng ta tìm hiểu về Hoàng Hoa Thám, các giai đoạn chiến đấu của nghĩa quân Yên Thế và những nét chung về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi.
Bài học hôm nay chúng ta đã xong rồi, các em làm bài tập và làm theo gì thầy dặn dò. Rồi xin chào các đây chính là nội dung bài ghi vào tập ha. Nội dung bài ghi vào tập, nội dung này sẽ có hai hai mục, mục một la mã và hai la mã. Đây là một la mã, còn đây là hai la mã ha. Bạn nào cái lúc bạn các bạn em ghi thì các em có thể tua lại ghi bài, thì các em có tua lại phim và video rồi dừng lại khi nào ghi xong rồi chúng ta lại cho chạy tiếp để ghi sang cái hai la mã. Rồi chúng ta đã xong bài học hôm nay, chào tạm biệt.